mến chào cô chú chị, em là Điền đây. Chào mừng cô chú chị đã quay lại với kênh của em Điền. Hôm nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản nằm gần trung tâm huyện, xã huyện Xuyên Mộc mình, thuộc xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì từ cái vị trí bất động sản mà em Điền muốn giới thiệu đây, thì cách tới cái trung tâm huyện của mình thì khoảng là 2,5 đến 3 cây số, cũng rất là gần, và ra biển Hồ Tràm khoảng là 10 cây số thôi. Rồi bây giờ em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị bất động sản đây. Có tổng diện tích là 4.200 m², gần 4.200 m² thôi, nói chung là 4.100 mấy đó. Thì bất động sản mình là có mặt tiền đường hiện hữu, bám hết đất mình á là 100 m mặt tiền đường này, đường đá này hiện hữu nha. Từ đây, từ ngoài khu dân cư này chạy vào để đường hiện hữu nha. Thì báo quanh cái bất động sản mình là 100 m. Và bên này thì cũng là đường hiện hữu, nhưng mà dân đây là dân tự đổ bê tông này, cũng bám quanh đất mình luôn ha. Cái đường bê tông này cũng là bám quanh đất mình luôn. Hiện tại đất mình thì đã có là rào xung quanh rồi và chủ mình cũng là làm cái này để là làm view á anh chị. Đây, anh chị có thể thấy nè, là quanh đây luôn ha. Xíu em đi sẽ đi vào sau trong đó. Bất động sản mình thì hiện tại là đang nằm là khu dân cư, và quy hoạch bất động sản mình cũng là quy hoạch một nửa là đất ở nông thôn, và một nửa là đất trồng cây hàng năm khác. Thì đất trồng cây hàng năm khác cũng tương tự như là đất trồng cây lâu năm thôi anh chị. Thì đất quy hoạch đất ở của mình thì chiếm khoảng là 2.500 m² rồi, chiếm một nửa đây nè. Ranh của mình đây ha, gia chủ mình đã rào hết rồi. Thì thực sự là gia chủ mình cũng rất là kẹt tiền nên là mới bán cái này thôi. Nói chung là cũng chủ mình cũng tâm huyết cái này lắm. Cái thời điểm mà gia chủ mình còn chăm chút được á, thì ở đây nè, ở đây thì có cỏ thảm, cỏ chỉ nè, nói chung là xanh mướt. Nhưng mà cái thời điểm này thì chủ mình cũng là làm ăn khó khăn, không có thời gian chăm chút, cũng không có kinh phí để vận hành nữa, nên là cũng phải bán. Và cây cỏ héo queo đây, có cái bằng lăng bự mà chết uổng quá. Xíu em Điền sẽ có những cái hình ảnh mà lúc mà còn xanh tươi á, thì em Điền sẽ up vô đây cho cô chú chị mình cùng xem luôn. Đây, ranh của mình ha. Thì trên đất của mình thì lúc trước là có, ở đây là có cái nhà gỗ này, nhưng mà gia chủ mình đã lúc đó là đã di dời rồi, đã bán rồi, đã tháo dỡ rồi. Còn cái này thì để y nguyên nha. Đây là nhà, trong này nhà kiểu là nhà nghỉ dưỡng ở lại đó, ở trong này có phòng ngủ luôn, phòng khách, phòng ngủ. Và ngoài đây có tô rách riêng ngoài này, tô rách riêng đó, anh chị có thể thấy này, có chỉ giờ nó khô quá khô. Vài ngày gần đây thì có mưa cũng đỡ ha, cũng là có mưa vài cơn mưa nên là cũng hơi đỡ. Đây cũng là theo kiểu là nhà tiền chế này, nhà này sẽ để lại luôn. Bắt có cái chỗ lan can để mình ra đây mình ngắm này. Nói chung là cái đất này so với lại những cái đất bình thường thì đất này cao hơn rất là nhiều luôn, kiểu là giống như là một cái đồi vậy đó anh chị, một cái đồi và ở trên là nó bằng phẳng. Đây ranh của mình bo. Thì bất động sản mình là 4.200 m², thì trong cái sổ riêng của mình có một cái sổ riêng là có là 3.610 mấy m² rồi đó. Thì còn khoảng là 500 hơn gần 600 m² là đất là trên giấy tay. Giấy tay mình có thể làm ra sổ được, tại vì chủ mình làm ra sổ thì làm được đó, nhưng mà có cái là
kẹt tiền, không có tiền để làm nữa. Đó. Nên là anh chị cứ yên tâm về cái phần pháp lý này. Ha. Còn khoảng gần 600 mét vuông là giấy tay. Đó, nên mình sẽ tới đây ha. Đó. Thì nói chung là gia chủ mình đã rào hết rồi. Đó. Và đây đường hiện hữu nè. Đây là đường hiện hữu nha. Đó. Thì đường hiện hữu mình sẽ tới đây, vào đây luôn á. Đường này cũng là đường hiện hữu, tại vì dân trong này thì cũng hơi ít đi, tại vì trong này là đi vào đất rẫy của người khác ha. Ở sau thì có đường bê tông này. Đường bê tông hồi nãy là nó bám theo cái tới lui đằng sau đây luôn. Dường như là đất mình là mặt tiền là cả bao hết đất luôn, bao tròn đất mình luôn. Thấy này. Cây cối thì cũng khô héo. Nói chung là bây giờ gia chủ mình cũng khô héo giống vậy luôn á. Cũng rất là kẹt tiền rồi. À, em cũng nói luôn là cái giá bán bất động sản này á thì lúc trước là gia chủ mình đã có người trả là 10 tỷ. Cái thời lúc mà đỉnh á, cái điểm của bất động sản mình á thì trả 10 tỷ nhưng mà chưa có nhu cầu bán. Nhưng thực sự bây giờ anh cũng rất là kẹt rồi. Đó, thì bây giờ anh muốn chuyển nhượng lại là 7 tỷ cho tổng là 4.200 mét vuông này. Và em cũng nói luôn là cái bất động sản mình lên được thổ cư nha, hiện tại chưa có thổ cư. Nhưng mà lên được thổ cư chắc chắn là lên được thổ cư, tại vì sao? Những yếu tố mà để lên được thổ cư thì cái thứ nhất là quy hoạch đất ở. Thì đất mình là đã có quy hoạch đất ở là hơn 2.500 mét vuông rồi. Đó, và cái thứ hai là đất mình đã có giá vết nạp tiền đường hiện hữu. Đó, thì nói chung là cái pháp lý thì những yêu cầu đó đã đáp ứng đầy đủ rồi, hay là mình lên được thổ cư thoải mái ha. Rồi. Cái khu vực bất động sản mà em điền quay này thì dường như là xung quanh đây là làm theo kiểu nghỉ dưỡng anh chị. Đó. Bên kia cũng có vài cái nghỉ dưỡng, rồi ra ngoài này thì cũng có vài cái nghỉ dưỡng. Thì lúc trước em điền có quay một cái nghỉ dưỡng Lộc Vân đó, thì cái đó thì cũng đã bán rồi. Nhưng mà nói chung là vị trí này nằm ngay khu vực đó luôn anh chị. Ở xung quanh đó là nghỉ dưỡng hết. Chỗ Lộc Vân nè, Mộc Villa nè, và suối Trang nghỉ dưỡng nữa. Nói chung là khu vực để dành về nghỉ dưỡng. Tại vì sao anh chị có thể biết là tại vì sao khu vực này làm nhiều nghỉ dưỡng không? Tại vì là khu vực này là khí hậu cũng rất là mát và giá cả cũng rất là hợp lý. Tại vì bây giờ xã Phước Thuận giá cũng hơi ngất ngưỡng rồi. Đó, mà thị trấn thì anh chị biết rồi, thị trấn thì càng cao nữa. Và có cái là ở Phước Tân mình thì là xã. Đó, lại tiềm năng thì tiện ích thì cũng là như thị trấn thôi. Thì mình chịu khó mà đi ra chút xíu thôi. Đó. Nhưng mà được cái là giá nó mềm hơn là so với những khu vực khác. Đó. Thì tổng lô mình thì là 7 tỷ đó, 4.200 mét vuông ha. Rồi có chú chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ em Điền. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị mình cùng xem bất động sản này. Rồi xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.